Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Top 5 ô tô gây bão tại thị trường Việt Nam. Thêm phiên bản giá rẻ mới, Honda Civic đắt khách kỷ lục tại Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Top 5 ô tô gây bão tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là 5 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng 5 năm 2018, gợi ý cho những ai đó đang muốn lựa chọn mua ô tô. Đứng đầu bảng vẫn là Toyota Vios. Toyota Vios là chiếc ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt trong tháng 5 năm 2018, với số lượng xe bán ra đạt 2.286 xe. Toyota Vios là một trong những mẫu xe có giá cả hợp lý nhất tại thị trường Việt Nam. Không chỉ do giá cả hợp lý mà chính sự thay đổi mạnh mẽ ở thiết kế ngoại thất là điểm giúp cho Toyota hút khách. Thiết kế mới của Toyota Vios trẻ trung, khỏe khoắn và hiện đại hơn so với trước đây. Không gian nội thất sang trọng của Toyota Vios được trau chuốt tỉ mỉ từng đường nét, phối hợp hài hòa với kiểu thiết kế này. Vios phù hợp với cả nam lẫn nữ, thanh niên lẫn người có tuổi. Để có được sự tin tưởng như vậy của người dùng, Toyota Vios đã chứng tỏ được khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian của mình. Rất nhiều người truyền tay nhau về chiếc xe Toyota Vios sau nhiều năm sử dụng nhưng máy vẫn đầm như ngày đầu mới mua. Nếu nói đến độ bền thì không chỉ động cơ hộp số và hệ truyền động, hệ thống treo của Toyota Vios cũng rất bền bỉ theo thời gian. Chất liệu làm nên các chi tiết, dù là nhỏ nhất, dù là kim loại hay nhựa thì cũng được sử dụng chất liệu tốt nhất nên rất bền và khó bị oxy hóa. Chiếc xe đứng thứ hai là Toyota Innova. Chiếc xe đứng ở vị trí thứ hai này có số lượng bán ra đạt 1.503 chiếc. Một trong những yếu tố giúp cho Toyota Innova luôn lọt vào top ô tô bán chạy nhất thị trường, đó chính là nhờ mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng của mình. Toyota Innova có mức tiêu hao nhiên liệu khá hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc. Về ngoại hình, Toyota Innova sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, tương tự như mẫu xe bán tải Hilux hay như đàn anh Fortuner. Mặt trước của xe có diện mạo khác hoàn toàn với đèn pha, cản và kính chắn gió mới. Bên hông của xe là hai đường sắt cạnh và cửa sổ dường như nhỏ hơn với model hiện hành. Độ bền cao cũng chính là ưu điểm của chiếc Toyota 7 chỗ này. Toyota Innova được nhiều người truyền tay nhau về sự bền bỉ theo thời gian. Theo đánh giá của người dùng, chiếc ô tô 7 chỗ này của Toyota sau nhiều năm sử dụng, khung gầm vẫn tốt, nội thất vẫn đẹp và khi bán không bị mất giá nhiều lắm. 3. Mazda 3. Mazda 3 đứng vị trí thứ 3 với số lượng xe bán ra đạt 1.139 chiếc. Kể từ khi ra đời, Mazda 3 liên tục lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt và cũng chính chiếc xe này là chiếc xe bán chạy nhất của Mazda. Mazda 3 là một chiếc xe vô cùng thể thao, kiểu dáng hiện đại, trẻ trung và quyến rũ. Mazda 3 còn thể hiện sự khác biệt, mang tầm đẳng cấp với những trang bị ngoại thất hiện đại như hệ thống đèn pha bi xenon với chức năng tự động điều chỉnh độ cao thấp ánh sáng đèn pha, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng theo hướng đánh lái AFS, đèn LED chạy ban ngày, hệ thống rửa đèn, gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện tích hợp đèn báo rẽ bản 2.0. Vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu là một trong những ưu điểm nổi bật của Mazda 3. Mazda 3 được người tiêu dùng đánh giá khá cao ở khả năng vận hành thể thao, tính đầm chắc, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của Mazda 3. 4 là Mazda CX-5. Chiếm vị trí thứ 4 với số lượng xe bán ra trong tháng 5 đạt 1.055 chiếc. Về tổng quan, ngoại hình, Mazda CX-5 không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng cùng dáng dấp khỏe khoắn cứng cáp, nhưng nay đã chỉnh chu hơn, hiện đại hơn với các chi tiết ngoại thất trẻ trung và cá tính. Nội thất của Mazda CX-5 hiện đang được nâng cấp một vài chi tiết đáng kể. Xe được trang bị 3 tùy chọn nội thất: da parchment màu đen, vải màu đen hoặc là màu vàng cắt. Thân ghế mang lại sự thoải mái đối với người ngồi. Bảng điều khiển CX-5 vẫn được thiết kế theo định hướng head-up cockpit, giúp người lái có thể nhìn rõ thông số của xe nhưng vẫn tập trung vào việc lái xe. Mang đến sức mạnh cho Mazda CX-5 là động cơ xăng 2.0 Skyactiv-G, sản sinh công suất 155 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng phút và mô men xoắn 203 Nm tại 4.000 vòng phút. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm một phiên bản động cơ xăng 2.5 Skyactiv-G đi kèm hệ dẫn động 2VD hoặc là AVD, hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này sản sinh công suất 184 mã lực và mô men xoắn 225 Nm. Và cuối cùng đứng thứ 5 là Kia Cerato. Kia Cerato là vị trí thứ 5 khi số lượng xe bán ra trong tháng 5 năm 2018 đạt 1.045 xe. Với diện mạo trẻ trung, tiện nghi hấp dẫn cùng với giá bán phải chăng, Cerato luôn xếp trong top 10 xe bán chạy nhất của tháng.
Lợi thế chính của Cerato gồm diện mạo trẻ trung, năng động, phù hợp với cả khách hàng nam và nữ. Trang bị nhiều tiện nghi, hữu ích, tính năng an toàn đầy đủ và hơn hết là giá cả cực kỳ hấp dẫn. Thêm phiên bản giá rẻ mới, Honda Civic đắt khách kỷ lục tại Việt Nam. Trong tháng 5, Honda bán được 454 xe Civic. Đây là doanh số tháng cao nhất kể từ khi Civic được mở bán tại Việt Nam, bám đuổi đối thủ Corolla Altis. Doanh số tháng 5 của Honda Civic đạt 454 chiếc, cao hơn gấp đôi so với tháng trước, lập kỷ lục mới kể từ khi thế hệ mới của mẫu sedan hạng C này bắt đầu được mở bán tại Việt Nam. Sau 2 tháng không có xe để bán, tình hình kinh doanh của Civic tươi sáng hơn. Lượng xe Civic bán ra trong tháng qua chỉ ít hơn đối thủ của mình là Corolla Altis 86 chiếc. Lô Honda Civic đầu tiên về Việt Nam trong năm 2018 được bán ra vào tháng 4 sau CR-V và Honda Jazz. Trong đợt nhập này, Honda bổ sung thêm hai phiên bản giá mới Civic 1.8e có giá thấp nhất là 758 triệu, sau tăng lên thành 763 triệu. Civic 1.5G là bản cắt giảm một số trang bị của bản 1.5L, trước là 1.5 VTEC Turbo, còn bản cao nhất tăng nhẹ 5 triệu đồng. Phiên bản 1.8e là điểm mới hấp dẫn nhất trong năm nay của Honda Civic bởi mức giá phải chăng hơn. Tuy nhiên, hiện tại Civic vẫn là lô xe có giá khởi điểm cao nhất phân khúc, nhưng là xe nhập khẩu duy nhất. Giá 763 triệu cao hơn Mazda 3, Hyundai Elantra và Kia Cerato phiên bản cao cấp nhất. Theo chia sẻ từ một nhân viên bán hàng tại đại lý Honda Hà Nội, Honda Civic 1.8e đang được bán rất tốt và chiếm đa số vào thời điểm này. Phiên bản L bán ra được ít xe hơn, mặc dù không giảm so với năm ngoái, nhưng kỳ vọng của khách hàng khi thuế nhập khẩu về 0%, giá xe Civic 1.5L vẫn thấp hơn 47 triệu đồng so với lần đầu ra mắt. So sánh doanh số với các đối thủ khác, Civic vẫn bị bỏ một khoảng cách xa so với Mazda 3 và Kia Cerato, nhưng lần này đã bám đuổi sát sao Corolla Altis. Cuộc đua doanh số vẫn còn nhiều khó khăn đối với Civic khi Mazda 3 vẫn duy trì mức giá bán được coi là hấp dẫn nhất phân khúc, lại mang thương hiệu của Nhật. Cerato thêm phiên bản giá chưa tới 500 triệu đồng, còn Altis được đại lý tung ra chương trình giảm giá riêng. Cho đến thời điểm này, nguồn hàng chưa phải là vấn đề quá lo ngại đối với Civic như Honda CR-V. Trong khi CR-V cạn nguồn cung và khách hàng phải đặt trước, hẹn sau vài tháng có khi đến tận cuối năm mới có xe thì Honda Civic vẫn còn để bán. Tại thời điểm này, Civic 1.8e đang còn nhiều tại các đại lý trên toàn quốc. Honda Civic thế hệ 10 được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào tháng 10 năm 2016, nhưng mở bán từ năm 2017, nhận được nhiều đánh giá tích cực cả về thiết kế lẫn vận hành, nhưng Civic vẫn chưa tạo được điểm nhấn doanh số bởi mức giá ngang nhiều mẫu sedan hạng D cao cấp hơn. Lượng xe Civic bán ra trung bình trong năm ngoái khoảng 100 xe một tháng. Có 500 triệu đồng nên chọn mua Toyota Vios hay Kia Cerato. Xét về trang bị, Kia Cerato SMT ăn đứt Toyota Vios, tuy nhiên Toyota Vios vẫn rất mạnh về thương hiệu. Taco chính thức khai tử mẫu xe nhập khẩu Kia Rio, đồng thời cho ra mắt mẫu xe hạng C giá rẻ, phân khúc Kia Cerato SMT với giá 499 triệu đồng. Động thái này cho thấy Taco sẽ dùng chính mẫu xe hạng C giá rẻ này để cạnh tranh với các mẫu xe hạng B khác trên thị trường. Kia Cerato SMT nằm trên một phân khúc nên sở hữu kích thước hơn hẳn Toyota Vios với dài rộng cao lần lượt là 4560, 1760 và 1445 mm so với Toyota Vios là 4410, 1700 và 1476 mm. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, đèn pha halogen dạng thấu kính projector với đèn định vị ban ngày công nghệ LED. Đặc biệt, đèn chiếu sáng có thêm cảm biến tự động tắt bật tùy theo điều kiện môi trường bên ngoài. Mặc dù đã bị cắt giảm rất nhiều trang bị, nhưng Kia vẫn giữ lại cụm đèn hậu LED cho Cerato SMT, trong khi Toyota Vios chỉ sử dụng bóng halogen. Kia Cerato sử dụng la răng 17 inch trong khi Vios sử dụng mâm 15 inch với kích thước mâm to hơn, ngoại hình của Cerato vì vậy trông bắt mắt hơn và thể thao hơn hẳn Vios. Mẫu xe thần thánh của Toyota nổi tiếng với khoảng để chân thoải mái nhất phân khúc xe hạng B. Tuy nhiên, với chiều dài trục cơ sở lớn hơn 2700 so với 2550, Kia Cerato có không gian hành khách rất rộng, khoảng để chân rộng rãi hơn hẳn Vios. Tuy nhiên, trần xe của Cerato thấp hơn so với Vios do thiết kế khí động học, mui xe vuốt về phía sau nhiều hơn.
Tiếp theo là hàng ghế sau của Kia Cerato được bố trí thêm cửa gió để có thể điều chỉnh thêm mức gió. Mặc dù chỉ là phiên bản số sàn, nhưng Cerato SMT vẫn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, một đặc điểm thường thấy trên các mẫu xe có số tự động. Thêm vào đó, màn hình của Cerato hiển thị đầy đủ các thông tin như nhiệt độ, quãng đường phải tiếp thêm nhiên liệu, báo cửa xe chưa đóng. Kia vẫn trang bị điều hòa tự động 2 vùng cho Cerato SMT, trong khi Vios chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ, các trang bị khác như ghế chỉnh điện 6 hướng, kính lái tự động 1 chạm, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, CD tích hợp GPS Bluetooth và trang bị âm thanh 6 loa. Xét về trang bị, Kia Cerato SMT ăn đứt Toyota Vios, tuy nhiên Toyota Vios vẫn rất mạnh về thương hiệu và độ giữ giá. Khi luôn dẫn đầu doanh số trong nhiều năm, tuy nhiên Cerato SMT với trang bị nhiều hơn và đặc biệt là giá bán thấp hơn tới 14 triệu đồng, thực sự sẽ là một đối thủ nặng ký của Toyota Vios khi khách hàng chọn mua xe để kinh doanh vận tải và không chú trọng quá nhiều về trang bị. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.